thay mặt cho đảng, chính quyền địa phương, thưa các đồng chí, thay mặt cho các đơn vị, cơ quan nơi con cháu, gia đình chúng tôi đã đang sinh hoạt, học tập và sinh sống, kính thưa các đồng chí, thay mặt cho cấp ủy, ban lãnh đạo xóm làng Bò, thưa các ông các bà, thay mặt cho các đoàn thể chính trị, xã hội, xóm làng Bò, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa các ông các bà con nhân dân trong xóm ngoài làng, anh em họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, thưa các đồng chí, các bà. Chị tôi là bà Ninh Thị Thảo, do tuổi cao, lâm bệnh nặng, đã qua đời. Đây là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với gia đình chúng tôi. Khi chị tôi nằm xuống, đã được sự giúp đỡ của đảng, của chính quyền địa phương, của cấp ủy, ban lãnh đạo, cùng toàn thể nhân dân trong xóm, gia đình tôi đã ổn định đến giờ phút này. Gia đình tôi xin cảm ơn các đồng chí, các đoàn thể, anh em họ hàng nội ngoại đã đến cúng viếng, chia sẻ, động viên và giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc khó khăn này. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được lượng thứ. Sau khi hỏa táng xong, di cốt của chị tôi được đưa về an táng tại nghĩa trang gia đình ở xóm Chám, xã Vũ Thường. Kính mời các đồng chí, mời các vị đại biểu, anh em họ hàng về nhà con trai thứ hai của chị tôi là vợ chồng cháu Hùng Hải để sơ chầu uống nước. Gia đình tôi được cảm ơn. Một lần nữa, thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các cụ, ông, các bà, các anh, các chị đã đến cúng viếng, chia sẻ và giúp đỡ gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin khấu đầu lễ tạ.